Chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh YouTube MC Dư Hồng Phúc và Nghề Tay Trái, với khung giờ quen thuộc là 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Và tới tập này thì đã quá trời tập, quá trời nghề rồi. Nhưng hôm nay Phúc vẫn quay trở lại với Học viện Crystal Academy ở địa chỉ là 26A Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, để cùng giúp cho các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn đang có ý định là mở hoặc là tìm cho mình một cái công việc thu nhập ổn định và cũng thẩm mỹ cao, rồi có tính nghệ sĩ nữa, thì chúng ta sẽ học nghề về xăm và tạo hình đẹp cho cái khuôn mặt, đặc biệt là xăm chân mày, xăm môi, xăm mắt. Phúc cũng đã có những cái tập trước giới thiệu về xăm nghệ thuật ở đây với thầy Phúc Lâm, mọi người nhớ không? Thì cái tập này Phúc sẽ mời mọi người gặp thầy Lâm, một trong những thầy trẻ hot boy của Học viện Crystal Academy. Đó, thầy Lâm đang làm cho khách nha mọi người. Nhưng mà trước khi làm thì mình sẽ coi là thầy đã tư vấn cho khách như thế nào. Xăm của thầy Lâm nha mọi người. Cái bút rất là đẹp luôn. Cái bút này mắc tiền không thầy? Không biết. Mà đẹp quá. Thầy giấu nghề sao tao dắt tới học thầy. Không phải, cái này là cho nó tặng. À. Một khóa xăm như vậy là khoảng bao nhiêu tiền là được thầy? Mấy chục thầy? Thường thì cũng học bên mình là 35 á, nhưng mà đang giảm còn 15. Wow, đã. Đã nha mọi người. Nhớ tới gặp thầy Lâm ở thẩm mỹ ở Học viện Crystal Academy. Được giảm còn 15, nhưng mà sau dịch là thầy sẽ tăng lại không biết chừng nha. Đây là thầy làm cái cơ bản nhất với cái chân mày của khách. Là chân mày vị khách của chúng ta là trước thầy cũng làm rất là đẹp rồi, bây giờ thầy sẽ làm thêm nữa thôi. Cho vị khách này đẹp nữa và cái phong thủy cũng như là nhiều cái năng lượng tích cực á mọi người. Lâm cũng đẹp trai lắm nha mọi người, nhìn nghiêng nghiêng là góc nghiêng thần thánh nha. Một lần xăm như vậy thì khoảng bao nhiêu lâu thầy Lâm hả? Nhiều khoảng 45 phút thôi. Wow. Facebook có ngày đi quan hình luôn hả? Dạ đúng rồi. Thì thật ra thì Phúc chưa học thầy ngày nào, nhưng mà thật ra là hỏi thầy nửa chữ cũng là thầy, đó là cái nghề tay trái của Phúc trên kênh YouTube của mình. Thầy ơi, thầy đến với cái nghề này bao nhiêu lâu và cơ duyên nào đưa thầy trở thành một cái người làm đẹp, đặc biệt là những cái nét đẹp ở trên gương mặt các khách hàng như vậy? Thực ra là hồi xưa là em học về đầu tiên luôn, cái ngày đầu tiên là nghề làm tóc. Là em làm về bới tóc. Sau đó thì em thấy một số bạn make up á, nó không có phù hợp với cái kiểu tóc mà mình design, mình làm nha. Thế là em đi học ngành tóc luôn. Học chuyên ngành tóc xong rồi thì em lại thấy mà mọi người học trang điểm, thì khi mà học trang điểm xong thì em thấy mọi người da xấu quá. Thế là em lại đi học trang điểm. Em học làm da. Học làm da xong thì bắt đầu là chuyển qua bên phun xăm, thì em lại thấy mọi người phun xăm bị lỗ nhiều. Giống như hồi xưa trước đây là mình phun xăm hay bị xanh này, bị đen này, nó đậm quá nè, cái phơm lông mày xấu quá. Nhưng mà nó có thay đổi tiêu chí này không mà em biết lỗi nhiều? Tại vì khi mà người ta kinh nghiệm ta mới biết, còn em là tự năng khiếu em hay như thế nào? Có nghĩa là từ xưa giờ em nhìn thấy được là mọi người, có nghĩa là trước đây á, là đi học phun xăm á, là người ta sẽ làm những cái màu mực nó hơi đậm và cái lông mày nó sẽ mỏng nhỏ và cong. Em nhìn vào máy chút xíu lông mày nhỏ mỏng và cong, thì bây giờ á, là cái công nghệ bây giờ là em thấy được cái lông mày tự nhiên của người ta nó lại đẹp hơn so với cái lông mày làm. Đó là lý do em muốn cho mọi người đẹp hơn trong tự nhiên. Và đó sau đó là thế là em đi học luôn. Nhưng mà bao lâu tới bây giờ khi đi làm là bao lâu? Học phun xăm hay là học tất cả mọi thứ cho em biết mà em thì làm hơn 10 năm. Wow, là chỉ đi học thôi hả? Là em vừa không em vừa học vừa làm. Có nghĩa là ví dụ như em đang làm hồi xưa là em đang làm về tóc nè, xong rồi thế là em học về trang điểm thì em làm về trang điểm và song song hai ngành. Đó thì em làm cứ song song hai ngành, xong rồi song song ba ngành, song song bốn ngành, song song năm ngành. Tức là bao nhiêu cái bằng rồi? Hiện giờ em có 6 cái bằng. 6 bằng. Chết rồi, thôi chết rồi. Bây giờ ai học thầy là coi như là phải cứng cửa lắm nha mới kịp nói chuyện thầy, chứ còn sơ sơ là thầy sẽ chỉ cho những cái mà khuyết điểm của mọi người. Nhưng mà cái vụ Singapore đó em kể cho anh, đó là học 3 tháng là chủ yếu học cái gì bên Singapore? Singapore lúc đó em học chuyên về da.
Rồi sau đó những cái khóa sau thì em đi ngắn hạn là khoảng 1 tuần, có khóa thì 2 tuần. Cụ thể những cái vấn đề em thấy da của người Việt Nam là bị những cái gì nhiều nhất? Da châu Á thì thường là lượng dầu nó nhiều và nắng nhiều cho nên họ dễ bị nắng. Cho nên là hai cái vấn đề đó là nan giải nhất ở Việt Nam. Với bây giờ một cái học trò mới như anh mà bây giờ vô mà học xong thì em thấy có được ổn không? Tại vì anh học nail là thấy ok, học tóc, học da gì đó ok, mà xong là bắt đầu thấy sợ. Tại vì cái cây kim mà thấy mình rung rồi đó. Em nó rất là bình tĩnh. Có những cái thủ thuật để cho mình học, để mình không sợ. Thì em nên khuyên các bạn muốn học cái nghề xăm em thì phải như thế nào về những cái thủ thuật là sao? Thực ra là nó có những cái thủ thuật trong quá trình dạy ấy, thì em sẽ chỉ cho các bạn. Ví dụ như là, ví dụ như bạn có những bạn bị tâm lý về cái máy xăm á, thì em sẽ tập cho các bạn tiếp cận cái máy, đầu tiên là cái máy nhẹ trước, sau đó mới nâng cái tầm cái máy lên từ từ. Thì tại vì cái máy á, có những cái máy nó giống như là nó người ta đi người ta sợ á, giống như nó có những cái tiếng kêu á thì người ta sẽ bị tâm lý về cái máy. Hoặc là ví dụ như đi ra máu thì người ta sẽ bị tâm lý về ra máu. Có người sợ máu xỉu đó, nó có những trường hợp như vậy thì mình có cách xử lý. Và thực ra thì cái với cái công nghệ hiện đại bây giờ thì hầu như phun xăm không có ra máu nhiều, không có máu nhiều, rất là ít, rất là ít. Nhưng hồi nãy em làm lông mày là không có thì đúng rồi, không, anh nhìn thì thấy không có vấn đề gì hết, nhưng mà với cái người mới thì rất là sợ mà lỡ trúng máu cái khách người ta đúng thương mình, hoặc là người ta bắt đền, người ta cấm mình làm nghề thì rất là nguy hiểm. Mà học xong mà không được làm nghề thì tôi tiêu rồi. Thì bây giờ ví dụ nếu mà cơ bản với em đó, anh học từ lúc mới cho tốt bao lâu thì anh phải cầm cái máy xăm anh xăm cho khách đơn giản được? Theo kinh nghiệm của em học trò, chính là học trò của em luôn ha, thì có bạn thì học tầm khoảng 2 tuần là đã làm được rồi. Còn nhưng mà cũng có bạn học cả năm thì mới làm được. Tại vì tùy theo, thứ nhất là tùy theo cái trình độ của bạn tiếp thu như thế nào, cái thứ hai là khả năng bạn tới đâu, và cái thứ ba nữa là sự chăm chỉ của các bạn luyện tập như thế nào, và cái nữa là cái sự lên mẫu á. Có nghĩa là ví dụ như có những bạn, thậm chí có những bạn học khoảng 1 tháng là đã xong rồi nhưng mà không có mẫu. Thứ nhất là chưa có dạng tay làm, thứ hai nữa là không có mẫu, không ai dám đi xin tôi làm hết, cho nên là sẽ hơi lâu chút xíu. Rồi sao thầy cũng đưa ra đi xin cho thầy cho các bạn nè làm luôn? Em cũng đã làm rồi đấy chứ. Nói chung là làm thầy nhưng mà lỡ có sai thì sửa được không? Em không sợ sai. trong ngành thẩm mỹ thì đó là lý do mà em học nhiều ngành, đó là như vậy. Có nghĩa là những cái ngành nó sẽ bổ trợ cho nhau. Ví dụ như anh làm bên MC thì anh cũng sẽ học khóa diễn xuất nè, đúng rồi. Rồi những cái khóa quan hệ công chúng nè, thanh nhạc nè, anh học luyện thanh, nói chung là học những cái khóa đó. Mặc dù mình nghĩ á là nó không có liên quan, nhưng thực ra nó hỗ trợ cho cái nghề của mình rất là nhiều. Cho nên cái ngành thẩm mỹ nó cũng là như vậy. Có nghĩa là em biết tóc, biết nail, biết trang điểm, đó, biết mọi thứ thì để cho nó hỗ trợ cho cái ngành thẩm mỹ của mình. Và nhiều khi em nhìn một cái gương mà khách hàng, em biết là cái nào giống như em nói là cân đối cái nét nào ta đẹp nhất thì mình đẩy cái nét đó lên, cũng hay ha. Với lại bên em thì nó hướng theo là cái hướng như nè. Có nghĩa là ví dụ như đôi khi cái thẩm mỹ nó quá, thì anh cũng thấy thị trường thẩm mỹ bây giờ đó, nếu như mà mình làm thẩm mỹ quá thì cái gương mặt mình nó sẽ mất tự nhiên. Đúng rồi. Và cái người đó đôi khi họ không nhận ra họ luôn. Bị đơ cái gì đó. Đúng rồi. Tại vì khi mà em đi dạy bên Hàn Quốc á, với lại dạy bên Thái á, thì nhiều trường hợp bị như vậy lắm. Có nghĩa là họ không nhận ra chính mình và họ bị tâm lý luôn. Tự nhiên họ làm đẹp xong họ đi chữa tâm lý. Là tại vì họ không nhận ra chính mình nữa. Không biết họ đẹp hay xấu hay là thế nào. Đúng rồi. Như vậy. Cho nên là hoang mang đó. Thầy em dạy á là làm thẩm mỹ, mình có kiến thức về thẩm mỹ, mình sẽ tư vấn cho khách hàng. Có nghĩa là tư vấn về cái này là cái đẹp thẩm mỹ nè, nhưng mà phải dựa trên tiêu chí thứ nhất là của họ nữa. Và cái ước nguyện của họ, cái mong muốn á, ví dụ như có những người họ mong muốn cái mũi họ cao lên chút thôi, có những người họ mong muốn cho cái cằm họ dài lên chút thôi, thì mình chỉ làm giới hạn và mình thỏa thuận với khách hàng, chứ mình không gặp khuôn khách hàng. Anh bắt cả đập hết làm lại thì không đó là như vậy. Hay nha mọi người, đó là cái tâm của cái thầy giáo dạy. Và thật ra là thầy Lâm là rất nhiều học trò, khách hàng phải yêu cầu bằng được, và thầy giờ thầy bận xô lắm mọi người. Cảm ơn Lâm rất là nhiều và hy vọng là sẽ tiếp tục gặp lại Lâm trong những cái nghề tiếp theo. Thầy biết là Lâm rất là nhiều nghề. Thì hôm nay chỉ là một nét nhỏ trong cái nghề của Lâm, trong cái 6 cái tấm bằng mà anh ấy đang giấu ở dưới gầm giường, mà coi như là cái gia tài của anh ấy. Thì cảm ơn thầy Lâm rất là nhiều và hy vọng là các bạn sẽ luôn theo dõi, like và subscribe kênh của Phúc để cập nhật những cái nghề mới. Chào mọi người nha, bye bye. Bye bye. Both know. Maybe it's time that I let you go.